21. Tại sao cửa sổ hành khách trên máy bay có hình oval? Các cửa sổ trên máy bay có hình oval là có lý do. Sau một loạt tai nạn trong những ngày đầu bay thương mại, các kỹ sư phát hiện ra rằng cửa sổ vuông với các góc sắc nhọn đã ảnh hưởng đến sự an toàn của máy bay. Mặt khác, các cửa sổ oval được sử dụng kể từ đó có thể chịu áp lực lặp lại trong chuyến bay. Vì vậy, cánh hình oval được sử dụng trên máy bay.